Trước khi sử dụng thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái chân đế phía dưới đây ạ. Thay cho cái chân này nằm vững trên mặt phẳng mà chúng ta đang sử dụng này. Tiếp theo chúng ta sẽ mở nguồn đầu cân lên. Công tắc nguồn thì được nằm ở phía dưới và bên phải của cân này ạ. Chúng ta sẽ đẩy cho cân hơi động trở về không. Thì chúng ta bắt đầu sử dụng ạ. Khi về hình cân sẽ có 3 khu vực ạ. Đầu tiên sẽ là trọng lượng hè để có trên cân ở đây ạ. Phía dưới đây sẽ là trọng lượng tầng nữ của chúng ta, và bên đây là số lượng nổ đang ở trên cân. Phía đây là cái phía chức năng để chúng ta sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ set mẫu cho cân. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách ạ. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng một lượng mẫu cố định để set số lượng mẫu đó cho cân. Cách thứ hai chúng ta sẽ nhập trực tiếp cái trọng lượng của cái mẫu đó vào cho cân. Đầu tiên cách thứ nhất chúng ta sẽ set số lượng mẫu cho cân. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn một số lượng mẫu cố định. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ chọn là 10 mẫu ạ. Chúng ta sẽ đặt 10 mẫu lên cân ạ. Sau đó chúng ta sẽ nhập đúng số lượng mẫu mà chúng ta đặt lên cân. Ví dụ đây là 10, chúng ta nhập vào là 10. Đây. Sau đó là nhấn phím symbol đây ạ. Thì lúc này cân sẽ nhận số lượng mẫu dân cân chúng ta này. Bên đây sẽ là trọng lượng của từng mẫu chúng ta sẽ là 52g đây. Sau đó chúng ta sẽ lấy số lượng mẫu chúng ta xuống. Và chúng ta chỉ cần đặt mẫu chúng ta lên cân để chúng ta đại lý được số lượng của mẫu đang có dân cân đây. Ví dụ này. Đây ạ. Chúng ta sẽ thêm được mẫu ạ. Đây, số lượng mẫu sẽ tăng dần khi chúng ta lấy thêm số lượng tinh cân hoặc là chúng ta lấy bớt ra. Cách thứ hai chúng ta có thể nhập trực tiếp cái trọng lượng này vào cân. Đây là nếu chúng ta đã biết được cái trọng lượng của từng mẫu chúng ta, chúng ta sẽ nhập trực tiếp vào. Ví dụ đây là chúng ta sẽ nhập trực tiếp là một mẫu chúng ta là 52g, chúng ta sẽ nhập vào là 52g này. Sau đó chúng ta sẽ nhấn phím unit này. Nhấn unit thì lúc này con sẽ nhận từng mẫu của chúng ta này. Chúng ta thấy là chúng ta mẫu ra lên con này ạ. Đây. Tương tự là chúng ta sẽ đặt số lượng mẫu ra lên con thì con nó sẽ tự nhận đúng số lượng đang có trên con này ạ. Tiếp theo là chức năng trừ bì ạ. Để trừ bì trọng lượng hàng hay là trọng bì cùng của chúng ta, đầu tiên chúng ta sẽ cho bì lên cân ạ. Đây, ví dụ đây là bì của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ nhấn phím tè này. Và chúng ta sẽ cho hàng hóa chúng ta vào bì này. Thì cân cũng sẽ lần lượt tính cái trọng lượng của mẫu chúng ta đã đặt lên cân thôi ạ. Và khi chúng ta lấy hết trọng lượng hàng và bì chúng ta xuống thì con nó sẽ âm đi cái trọng lượng mà ta đã bì trước đó. Để bỏ bì này đi thì chúng ta nhấn tay một lần nữa. Trọng con này được sử dụng là nguồn pin nè. Chúng ta sẽ sử dụng sạc là 2.2 và tấm sạc ở phía bên phải đầu con như thế này. Chúng ta sẽ sạc trong vòng 8 tiếng và bắt đầu sử dụng. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video.